Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, là học đến tập 28. Bữa đó có cô đó, cô gặp những đức, cô hỏi dạ thưa thầy, vậy chỉ cái máy niệm Phật của thầy mà để hình Quan Âm hoặc hình của Phật A Di Đà thì hay để hình của thầy? Những đức nói rằng lúc trước những đức cũng làm như vậy, nhưng khi những đức sử dụng cái máy, những đức thấy có những lúc mình lột cái máy ra thì những đức thì thường có một cái cây những đức dắt vô thì nó treo cái máy, nhìn thấy cũng trên cao một chút. Nhưng mà có những lúc thì mình lột cái máy ra cái mình giống như mình để qua một bên vậy, trên giường hay là ghế đâu. Tự nhiên trong lòng những đức suy nghĩ, mình thấy mình cũng ngại ngại, lương tâm lúc đó thấy hơi ngại ngại, nhìn cố Phật A Di Đà Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên sau này những đức suy nghĩ thôi, quý Phật tử cũng nghe mình niệm Phật quen, nhiều người cũng quý mến những đức, thôi làm hình của mình đi. Quý vị có những lúc mà để được chỗ nào thì để, còn những lúc thì bị bận biểu thì quý vị có để lên ghế hay để lên giường gì thì không sao, còn nằm luôn cũng không sao. Thì khi bản thân những đức mình cũng như phàm phu đi, không có gì. Hình Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng phải chất hơn gì mình, nhưng mà mình thấy nó hơi kỳ kỳ chút. Nên những đức làm chiếc máy niệm Phật hay máy nghe Pháp, đa phần cái hình của mình từ hôm nay đều là như vậy. Ý nghĩa như vậy đó quý vị. Nên là cái nhân duyên mình giúp chúng sanh, mình cũng đang rất đủ duyên quý vị. Nên những đức thấy rằng là rất là mừng gặp được Pháp Môn Niệm Phật. Rồi mỗi ngày đem Pháp Môn Niệm Phật đi giới thiệu. Bây giờ giống như cũng rộ lên tịnh độ. Rồi cái đặc biệt là người ta đem Pháp tu này người ta áp dụng trong gia đình của người ta. Cái đặc biệt là đem cái Pháp tu này áp dụng trong gia đình. Bây giờ nhà nhà thờ Phật, rồi có phương pháp tu. Bây giờ bắt đầu những đức chuẩn bị kiếm một cái mẫu máy lễ vía Quan Âm 19 tháng 6, ngày 18-19 chúng ta tổ chức 2 ngày Diêu Ngâm. Những đức sẽ đặt một chiếc máy mà trong đó chỉ có 3 điệu niệm Phật và một đoạn pháp nhỏ khai thị. Một điều niệm Phật, lại Phật 4 chữ, ép một cái thìa khóa vô là niệm Phật, đi chung lễ Phật 4 chữ, rồi một thời khóa là niệm đi chung 6 chữ, lễ Phật 6 chữ, và một thời khóa đó là điều hồ niệm, rồi một công đoạn ngắn khai thị cho người hộ niệm khi lâm chung. Rồi xong Như Đức sẽ sắp xếp để làm cái máy này, để cho quý vị khắp nơi có mô hình cái máy này luôn. Và cái máy này sẽ phổ biến luôn.
để cho nhà nhà đều có thời khóa tu. Rõ ràng luôn. Bấm lên cái là tu được, không có phải bấm trên mạng nó đứng mạng, mà có từ khóa tu trong chiếc máy luôn, để vì tu tập rồi phổ biến cái máy này luôn. Rồi gia đình có hậu sự gì thì hộ niệm luôn, cũng dùng cái lo này hộ niệm được, cái lo nhỏ nhỏ. Nhưng Đức sẽ sắp xếp làm cái lo này để tặng quý vị lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm 18 tháng 6, 19 tháng 6 âm lịch. Còn ngày Phật Đản thì những đứa đã đặt đèn bông sen rồi, tặng quý vị mỗi ngày người một chiếc đèn bông sen để trên bàn thờ ông bà. Đây là món quà rất ý nghĩa ngay ngày Đức Phật Đản sinh. Và chương trình Đức Phật Đản sinh đợt này là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, chỉ đúng một ngày bên đầu Tràng Bà, và thêm một buổi nữa là bên chùa Hộ Pháp buổi sáng mùng 8 tháng 4 chứ. Mùng 8 tháng 4 là ngày Phật Đản sinh, là bên đầu Tràng Ba. Rồi sáng là mùng 9 tháng 4 ở bên Hộ Pháp, chỉ đúng một buổi sáng thôi. Khoảng 11 giờ là xong chương trình bên Hộ Pháp. Là một ngày với thêm nửa ngày nữa, nửa buổi vậy thôi nó xong. À, chương trình Phật Đản là như vậy. Bây giờ là khắp nơi nơi trưởng đoàn, hoặc là bữa đó như Đức thông báo rồi, lên xe thì tất cả trưởng đoàn cũng thông báo hết. Dù một chương trình lễ Phật Đản rất là đặc biệt tuyệt vời, một quan cảnh tuyệt vời. Nghĩa là quý vị cũng sẽ đi trước một ngày. Thí dụ như mùng 8 tháng 4 thì quý vị khoảng mùng 7 tháng 4 quý vị đi đi, để có mặt ở chùa bên đầu Tràng Ba Đại Tùng Lâm, có đầy đủ hết số lượng người ở. Để sáng mùng 8 tháng 4 thì chúng ta sẽ tổ chức cái chương trình giảng pháp rồi niệm Phật, lễ Phật Di Đà Iran như Diếu Ngâm đó. Rồi 8 giờ rưỡi thì Như Đức giảng pháp xong các anh chị ca sĩ hát. Rồi buổi chiều thì khoảng 2 giờ thì chúng ta giảng pháp xong niệm Phật, rồi chúng ta cúng bông sanh, cúng đĩa thực. Nên một chương trình ngày Đức Phật Đản sinh, một chương trình quy mô cũng rất lớn, và một cái pháp hội để mà tán thán bổ nguyện Di Đà vô cùng thù thắng. Đây là những chương trình mà có tâm huyết đặt vào và tổ chức cho quý vị đến tu tập thật là an lạc, thật là ý nghĩa. Và thấy cái quy mô của chùa tổ chức, số lượng con người đông, người đi đến một lần sẽ có một ấn tượng cực kỳ là lớn đối với pháp hội này. Nên trong đầu những Đức bây giờ cứ nghĩ những việc lợi ích cho chúng sinh, mà tâm những Đức rất là an lạc, rất là thoải mái. Những Đức khuyên quý vị, mình làm một cái việc gì quý vị cũng phải cố gắng giữ được cái tâm an lạc. Nhớ, cái tâm an lạc nó sẽ giúp cho quý vị thành công trong mọi lĩnh vực. Vì cái tâm nó vui thì cái cảnh nó vui, cái tâm nó thiện thì cảnh nó thiện, tâm tự tại thì cảnh tự tại, tất cả pháp tự tâm tưởng sinh. Nên chúng ta phải gầy dựng một cái tâm an lạc quý vị. Mà khi mình là người học Phật mà tâm mình an lạc, người ta nhìn mình tự nhiên người ta cũng muốn học Phật theo. Nhìn mình ta muốn học theo. Còn mình học Phật mà mình nặng nề, mình khó chịu thì không ai học theo. Nên an lạc vui vẻ, quan hỷ, tự tại là pháp thù thắng nhất. Người ta nhìn mình là tự nhiên người ta muốn tu, ta cảm thấy bình an. Ta gần gũi mình, ta sống với mình, ta cảm thấy bình an. Ai mà không muốn gần cái người vui vẻ, quan hỷ, cảm thấy bình an hết. Mình gần cái người nặng nề, câu có khó chịu thì mình bất an. Nên mỗi người mình phải sống bằng một cái tâm an lạc, sống bằng một cái tâm quan hỷ. Như cái thường khuyên gì hoài, cuộc đời con người mấy mươi năm ngắn ngủi, cuối cùng chúng ta cũng chết đi thôi. Sống những ngày tháng nặng nề, cuối cùng được ý nghĩa gì đâu. Đúng quý vị, đúng không? Rõ ràng.
Nên mình một đời sống vui cũng chết, một đời sống khổ cũng chết. Mà sống niệm Phật an lạc vui vẻ, cầu sanh cực lạc, cũng sống hiện đời vui vẻ tốt đẹp, mà cuối đời được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Còn nặng nề trong vật chất danh lợi thì khi cuối đời thì đa phần đi đọa tam đồ ác đạo, này mới khổ, này mới đáng sợ. Nên mỗi một người mình phải nhận thức sâu sắc. Như một ngày với những đức làm, nhiều việc những đức cảm thấy rằng không còn thời gian cho mình vọng tưởng này kia vu vơ. Thì Phật tử khuyên người ta niệm Phật, gặp những phái đoàn đến đủ duyên cũng làm những đoàn ký sự. Cái cách này cũng rất là hay. Ví dụ như những phái đoàn mà ở phương xa rồi đến, ví dụ những ngày thường đồ, những đứa gặp quý vị làm những đoạn ký sự ngắn đồ cũng hay lắm. Những ngày thường, còn ngày lễ thì chúng ta đến lo tu thôi, gặp một chút vậy thôi, có duyên chủ nhật đồ đến cộng tu. Quý vị nhớ, chúng ta phải hưng khởi cái chương trình thứ bảy chủ nhật cộng tu lên. Đây là nó điều nhất này, điều nhất luôn. Năm xưa thầy Lý Bính Nam ở Đài Trung hơn 30 năm. Cái nhân duyên hóa độ của thầy Lý Bính Nam lớn, giúp nhiều chúng sanh giảng sanh. Tại vì sao? Vì ông cứ ung đúc cái việc niệm Phật giảng sanh, ông cứ gầy dựng tín nguyện cho người ta niệm Phật giảng sanh. Nói cái người niệm Phật giảng sanh đông. Bây giờ chúng ta cũng được ở một nơi gì? Phật tử bây giờ về chùa nghe Đức chia sẻ tịnh độ, gầy dựng với cái tâm vì tín nguyện kiên cố, gầy dựng tín nguyện với kiên cố cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không có gì nặng nề. Những cái gì mà rắc rối nặng nề trong tâm nó rỡ ra hết, nó gỡ ra nhẹ nhàng hết. Không có để trong tâm chi nó nặng nề làm chi. Vì coi một tảng đá nặng để trên vai thì chúng ta để xuống chứ dạy gì chúng ta vác trên vai làm chi. Mình để xuống thì mình rất là thoải mái, tự tại, an lạc. Còn mình để trên vai thì nó nặng nề khó chịu. Nên cái gì mà nặng nề trong tâm mình gỡ ra. Mình muốn gỡ ra được thì phải nhớ Phật. Còn nếu mình nhớ phiền não không sao gỡ ra đây. Nhớ phiền não sao gỡ ra. Mình nhớ Phật mình mới gỡ phiền não ra chứ. Đúng không? Mình học Phật mà. Chứ Phật là chữ giác ngộ. Mà đó là giác ngộ thì những cái gì nặng nề buồn phiền chúng ta cởi mở ra. Chứ không phải là thấy gì ngộ giác. Mà mình giác cái ngộ. Mình giác ngộ những cái điều mê mọc hoặc điên đạo, những cái vô thường nặng nề. Còn cái người ngộ, thấy gì ngộ ngộ thì giác, thì quý vị tu sanh phiền não. Tối ngày đi kiếm gì ngộ ngộ giác không thì phiền não chứ sao, đúng không? Thật sự 100% quý vị, những đứa học Phật, những đứa tin chỗ này, phước thì có phần. Giống như quen một thầy này lúc trước, thầy của ông giao cái ngôi chùa cho một người này cũng thông minh, cũng giỏi lắm. Đúng là chùa này giao cho ông nhưng mà cuối cùng giao cho người khác. Khi giao cho người này cũng học giỏi, cũng thông minh lắm. Nhưng mà cuối cùng người này lại có vấn đề. Cuối cùng bị trở ngại gì. Vì mà cái người này kêu thầy của mình phải trả tiền. Số tiền ông thời gian ở chùa ông mua này kia phải trả cho ông một số tiền rồi ông mới đi. Đó là người đệ tử á, chơi ngược lại thầy. Xong rồi người thầy này đưa tiền lại cho người đệ tử đó. Sau này cuối cùng thì ngôi chùa vẫn giao lại cho cái thầy này ban đầu. Thì Như Đức nhìn thấy, Như Đức nói rõ ràng, cái phước người ta là cái phước này thì người ta hưởng này. Mình có xô người ta qua bên thì người ta cũng hưởng cái này. Còn cái người mà đã là không có cái phước này, dù mình có đưa cho họ thì họ cũng không cầm được. Vậy thì từ đi tu cho tới con cháu mình cũng vậy luôn. Con cháu mình nó có phước thì nó có phần. Bản thân mình có bản tâm hoài thì con cháu mình nó càng tổn phước. Vì bây giờ nuôi con cháu lớn khôn rồi, bây giờ nó tự lo. Bây giờ bắt ông bà cha mẹ cứ lo hoài thì phước duyên nó cũng bị tổn. Mà khi ông bà cha mẹ mà lo cho nó nói này nói kia, lo cho nó khi nó cự lại đấy. Cự lại nó nói ông bà già cả, nhiều chuyện nhiều điều. Nói chuyện cứ
rên rỉ mệt mỏi ghê. Mỗi lần đi làm thôi mà đi về nhà là nghe là thấy mệt nhức xương đó. Mình ông bà cha mẹ người ta mà mình nói mà nó không muốn nghe nữa mà cứ lôi nói hoài với nó ghét. Nên những đứa khuyên tất cả những người già, niệm Phật đi đừng nói gì chứ. Vì mà con cháu nó lại thương, thấy mình niệm Phật thấy tội nghiệp quá, hiền quá, nó thương, nó có tiền nó còn cho tiền. Nhưng mà cứ nói dòng do tam quắc nói nó cái chừng nó ghét. Nói dòng do tam quắc nói nó ghét. Mà nó đã ghét rồi là rồi xong không có cho các bạn nào luôn. Mà con cháu mà ghét ông bà cha mẹ thì con cháu mất đức, sự nghiệp nó cũng không thịnh vượng được đâu. Nên từ nơi đó mà mình nói không nghe rồi đừng nói nữa. Nó không nghe đừng nói nữa. Mình là người niệm Phật quý vị, mục tiêu mình là cầu sanh cực lạc chứ không phải ở cõi này. Đó là mục tiêu mình cầu sanh cực lạc rồi thì cái tâm ở cõi này mà danh lợi mình nhẹ. Mình có danh có lợi mình biết đem danh lợi mình giải rộng ra để nhiều chúng sanh được nhờ. Mình mang cái thân giả tạm ở cõi đời này mà mình làm được nhiều với cái ý nghĩa gì thì đúng là người thông minh, cầm duyên cầm phước đi theo. Từ khi những người ta không hiểu cái gì cầm duyên cầm phước theo là quan trọng thì người ta tạo tội nghiệp kể người ta. Còn mình đã hiểu cái gì cầm duyên cầm phước đi là quan trọng, mình cả đời tu duyên tu phước thù thắng. Những đức nói từ bây giờ cho đến những đức chết đi, những đức có duyên những đức cứ làm hoài, nhiệt tình hết mình tu duyên tu phước cứ làm hoài vậy đó. Ai nói gì mà kệ, cứ làm hoài tu duyên tu phước, cứ gì mà làm. Nó sanh không mang đến, chết không mang đi, của cải vật chất có cầm theo được đâu. Chỉ có tội phước theo mình. Bây giờ mình không tạo phước thì mình tạo tội. Có những người giàu giàu cho cả đời tạo tội nghiệp, cuối cùng đi gặp vua Diêm Vương tính sổ, bị hành ngục khổ đau. Được gì đâu quý vị. Lúc đó mình kêu chờ kêu người cũng ai biết đâu mà đến cứu mình. Nên những người già lớn tuổi, lo tuổi già mình lo niệm Phật đi. Con cháu mình khi còn trẻ nó nghĩ nó thông minh, nói nó không có nghe đâu. Nó không có nghe. Nó nói nó không nghe mà nói gì cho nó uổng, uổng lời nói thì làm gì. Nên từ nó đó mà mình mọi người phải nhận thức sâu sắc. Cái người mà thông minh chưa đủ duyên tuyệt đối đừng bao giờ phán duyên mình thông minh, ra vẻ mình thông minh. Cái người mà dám ra vẻ mình thông minh và khôn là mình mắc sớm, mắc ra khỏi cuộc đời này sớm. Biết người biết ta, trăm dặn trăm thắng là gì đây. Mình thông minh nhưng mình chưa đến lúc phải chỗ tài thì mình cứ im điềm, nhiệt tình hạ mình cúi đầu. Đến lúc nhân duyên đến là lúc đó mình mới phát triển được nhân duyên và thành công, thành công rực rỡ. Đó, nên mỗi người chúng ta nhiệt liệt cùng chung tay tu duyên tu phước, hết lòng hết dạ chân thật để tu duyên tu phước. Vì cuộc đời của người mình ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, mà được mắt bại thành bóng hóa hư không. Cuộc đời này như giấc mộng. Nên mỗi người nhận thức được vô thường thì chúng ta sẽ cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, không dám giải đãi. Có Phật hiệu này hay lắm vậy. Mỗi lần mình niệm như mình nhắc được mình cảnh tỉnh cái tâm của mình. Cái tâm mà chạy tới danh lợi cảnh tỉnh, niệm cầu A với Đà Phật, cảnh tỉnh cái tâm vô thường. Cái tâm mà chúng ta mà thích danh lợi, cảnh tỉnh, nhiệt tình cảnh tỉnh luôn. Mình mà có cái tâm vậy, những đức nói cho vị nghe, học Phật càng học càng đặc biệt, càng học càng vui. Học Phật làm sao mà càng học càng vui, càng học càng an lạc thì đúng rồi. Chứ mình học Phật mà càng học càng nặng nề thì mình thua rồi. Mình càng học Phật mình càng nặng nề, ai dám học Phật theo mình. Mình càng học Phật mà mình đụng ai mình cũng cười lộn, mình đụng ai mình cũng hơn thua. Mình đụng ai mình cũng đem văn tự, mình đấu đá thì thua rồi. Tôn giáo nào cũng vậy, cũng đều dạy tốt. Nhưng Đức thấy rõ ràng, nếu quý vị học Phật thật sự hiểu biết, vì học một tôn giáo nào thật sự hiểu biết, thì những đức xin thưa với quý vị, vì sẽ không bao giờ đối lập với người khác đâu. Chúng ta được quyền góp ý và học những cái hay, chứ không có đối lập. Mỗi một tôn giáo đều có cái dạy hay. Khai thác được cái việc dạy hay đó thì quý vị sẽ là người sống đặc biệt, sống tốt. Còn không biết khai thác cái điều hay đó thì quý vị thất bại. Nên một câu Phật hiệu này thường nhớ, thường niệm, chân thật nhớ, chân thật niệm. Đó là pháp đại thù thắng. Mười mấy năm nay những đức đi tu tập, một câu Phật hiệu chân thật mà niệm. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa, cứ nhắc suốt như vậy.
Ăn tổ ngày nhập thất hơn 30 năm, ngày diệt đại tạng kinh. Vậy mà ngày ra lưu thất ngày đâu có nói cái chuyện chỉ vì diệt đại tạng kinh, mà ngày để là một câu cho đời: cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A Di Đà. Đây là tột đỉnh thâm sâu nhất này đó, là một câu Phật hiệu. Thì thấy rất là đơn giản, nhiều người cho rằng đơn giản còn khinh thường, niệm Phật quá đơn giản. Không ngờ pháp này là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu, như Đại Bồ Tát Văn Thù, Đại Bồ Tát Phổ Hiền. Còn niệm Phật cầu sanh cực lạc, chúng ta là ai mà không niệm Phật cầu sanh cực lạc? Nhận thức được chỗ này thì quý vị sẽ hiểu, không còn tình độ thù thắng. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.